Khi nha các bạn. Nó to lắm. Ui, chắc dính tay quá. Ở đây nó phải dính một lớp nước. Ok, đã xong. Cho mình tiếp. Nó to lắm, nó nhỏ quá. Bây giờ mình sẽ lấy màu trắng nha. Thấm vô. Đó. Các bạn nhìn nè. Kiểu bây giờ em làm vậy làm chi? Làm cái độ của ba si á. Mấy cái chấm chấm của ba si á, biết không? À mấy cái ngôi sao trên trời đó. Ừ, rồi xanh trời đó. Ừ. Em đang vẽ gì? Em đang vẽ con người thần. Ô, con ngữ thần mà sao làm vậy? Từ từ mà biết. Xong rồi bây giờ mình sẽ vẽ con người thần nha các bạn. Cái màu này nó hơi phức tạp một tí, tại vì nó không có được đẹp á. Con người thần nó màu trắng nha các bạn. Nó to cái lắm. Màu này là màu nước, màu nước à, nó to lắm. Màu này màu nước nha các bạn. Chỗ. Chỗ. Màu này mình tô vô nó cũng hơi vàng vàng nha các bạn, tại vì mình tô màu vàng hơi đậm. Mình phải lấy thiệt là nhiều màu trắng đó. Nó mới có màu trắng nha các bạn. Đây là con ngựa. Từ từ đến ở đây nó cũng thấy một chút màu tím. Các bạn thông cảm. Cái đó là cái gì của ngựa? Đây là cái mặt với lại cái mặt với lại cái cổ của con ngựa. Mặt lại cổ hả? Ừ. Cái này nó chỉ đủ cái cổ thôi. Nó các bạn. Sao nó làm xám rồi. Bây giờ mình sẽ lấy màu vàng. Đây là màu vàng nha các bạn. Mình sẽ vẽ sừng của nó. Sừng ha. Dạ. Nó cũng hơi thấy một chút màu xanh lá nha các bạn thông cảm cho mình. Thì cái màu này nó không có được đậm á. Ừ, nó to lắm. Nó to lên người ta mới nghe được. Nó không có được đậm nên là mình thấy cái một chút màu xanh, các bạn thông cảm nha. Ok, mình đã tô xong màu vàng. Bây giờ mình sẽ vẽ tóc của nó. Tóc của nó thì đủ màu luôn. Cái này màu trắng. Vẽ tóc của nó nha các bạn. Tóc của nó đầu tiên là màu đỏ. Mình sẽ vẽ tóc má trước nha các bạn. Trời. Dạ. Tóc của nó à. Dạ. Tóc nó là tóc mái thôi. Cái tóc nó có nhiều mặt. Tại vì cái tóc nó chỉ đủ có chỗ đó thôi. Mình sẽ sơn màu đỏ nha các bạn. Nó hơi dính một chút màu trắng. Cho nên các bạn không kẹt. Nó có một chút màu tím nữa. Nó là tóc màu hồng ngoài. Mình sẽ lấy cái màu đỏ để cho nó đỏ nha các bạn. Ừ. Mình cũng không biết vẽ tóc sao nó mình dây đại. Sau đó sau khi mình đã xong màu đỏ thì mình sẽ chuyển nó màu cam.
mình làm mã theo thứ tự. Đây, mình có 100 này các bạn. Màu cam này rất là đậm luôn. Nó cũng giống màu đỏ. Nó cũng hơi dính một chút màu trắng nha các bạn. Em đang quét cái gì của con ngựa? Là dễ tóc. Hồi nãy giờ quét tóc hả? Lâu không xong hả? Để cái tóc nó nhiều màu lắm. Sau đó tiếp tục cái màu vàng nha các bạn. Màu vàng này nó cũng hơi đậm thôi chứ nó không có đậm. Màu vàng này nó kiểu như là nó trùng màu với là màu cam đó các bạn. Cho nên nó rất là khó ra luôn. Nó hay trùng màu với mấy cái thứ này á. Mấy cái thứ này nó chưa có khô. Cho nên nó không được đẹp. Cái này mình chỉ kẻ em thôi, kẻ em cho nó đẹp thôi. Ok đó xong. Mình đã xong công tác của nó rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới công trình để bắt. Mong thì nó có màu đen. Mắt của nó phải cẩn thận lắm. Mắt của nó Mắt của nó sao phải cẩn cẩn gì? Cẩn thận, tại mắt của nó dễ liền lắm. À. Ủa sao cái màu này? À. Để đi đốt này ra nè. Mắt phải vẽ cẩn thận nha. Cái lớn này nha, các bạn. Lớn này là một khó kỹ á. Ủa sao cái màu đen nó là Thôi mình nghĩ màu đen không vẽ không được. Cái này được rồi, cái bạn ơi mình sẽ vẽ bằng cái này. Mình sẽ vẽ bằng bút chì. Sao màu đen vẽ không được? Khô quá hả? Cái đó quẹo mí mắt hả? Dạ. Chết rách rồi. Ok. Không. Chưa chưa rách. Rách nó có một tí à. Không sao. Không sao nha các bạn. Oh my god. Bây giờ mình sẽ tới công trình vẽ mũi. Bây giờ mình sẽ vẽ là bằng một tiếng. Một tiếng cho nó dễ. Vẽ mũi nha. Mình sẽ vẽ bằng đũa. Bằng đũa nó dễ. Đó là đũa thì nó sẽ dễ hơn. Quý gần xong chưa em? Ừ, xong. Xong chưa? Còn xong rồi. Nhanh đi. Để nhanh đi, còn 5 em chiêu rồi. Quá liền, quá liền. Xong rồi nha các bạn. Xong chưa? Xong chưa, cầm lên giới thiệu đây, giới thiệu rồi. Đây là bức. Cầm lên, cầm lên. Chưa xong. Chưa xong hả? Còn gì còn nữa? Màu trắng. Còn màu trắng luôn xong rồi. Xong rồi lên giới thiệu em tên gì rồi ủng hộ kênh rồi nha. Rồi mình sở thích của mình là thích vẽ rồi đó. Rồi xong chưa? Xong rồi nhé các xong xong bạn. Cầm lên, cầm lên. Cầm lên giới thiệu. Cầm lên giới thiệu về bức tranh rồi mình tên gì ở đâu. Đây các bạn, đây là bức tranh của mình là chiều bị. Nó to lên. Mình là chiều bị ở hành động năm chính mình còn ở thôn Hiệp Phước nha các bạn. Đây là cái hình. Cảm ơn các bạn cảm chào. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn hãy like, share, subscribe. Đừng quên bấm vào chuông để xem clip mới của kênh Đụng Nhiều Anh Ấy. Nhớ bấm vào đăng ký nha các bạn. Bye bye. Okay.